Đây, lần đầu tiên tôi thấy cái hoa cây vạn tuế. Trời ơi, các bạn có hình dung được cái cảnh tượng này không? Hay chưa, đẹp chưa? Thấy không? Cái gì trong ấy? Lần đầu tiên tôi thấy được cái cây hoa vạn tuế nở như thế nào. Đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá. Bạn nào thấy cái cạnh này chưa? Đẹp không ạ? Thực sự đây nó mới là búp nó thôi chứ chưa phải là cái hoa của nó. Khi nào có hoa thực sự thì mình sẽ tiếp tục cái clip này để cho bạn xem biết được cái hoa của nó như nào. Đẹp không bạn? Đây đừng đừng, đây đẹp không?